Chỉ còn chưa đến một ngày nữa thôi là đến Halloween rồi. Cùng mình tìm hiểu một chút về lễ hội này nhé. Halloween được viết rút gọn từ On Hallows Evening, là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm và buổi tối trước lễ các thánh trong Kitô giáo Tây phương. Đây là ngày bắt đầu tam nhật các thánh. Đây là khoảng thời gian trong năm phụng vụ dành để tưởng nhớ những người đã chết cùng các vị thánh, các tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết. Một số hoạt động phổ biến trong lễ hội Halloween là trick or treat, trẻ con sẽ hóa trang đến gõ cửa những nhà hàng xóm để xin bánh kẹo. Ngoài ra còn có dự tiệc hóa trang, đốt lửa, cắt bí ngô, đốt táo và các trò đùa cợt, xem phim hoặc kể chuyện kinh dị. Halloween còn có một câu chuyện người ta đồn tay nhau về nguồn gốc rất là hay luôn đó. Mọi người hãy tìm hiểu xem sao nha. Một số hình vẽ đồ đồ đơn giản cho ngày Halloween. Hình đầu tiên và quen thuộc nhất đối với mọi người có lẽ là quả bí ngô này nè. Sau khi vẽ những cái đường cong cong như vậy thì tụi mình sẽ tô màu ha. Mọi người nên đưa bút lên một chiều dọc để cho đẹp hơn, sau đó đi lại một lần nữa ở những đường nét cong. Riêng như mình thì dùng thêm bút Blender nha. Để cho giống với quả bí ngô ngày Halloween hơn thì tụi mình sẽ vẽ mắt miệng vào. Ở đây mình vẽ một cái mặt cười nè, không quên đặt thêm những cái răng súng. Qua hình số 2 thì sẽ là một cây nến để thắp sáng. Mình sẽ vẽ thêm một cái đế để đựng nến chảy xuống ha. Sau đó thì cứ tô màu vào là ok. Mấy cái hình này dễ ợt à, cứ nhìn theo video và vẽ là được. Còn nhắc đến phù thủy thì mọi người chắc chắn sẽ nhớ ngay đến những loại thuốc độc thôi. Ở đây mình vẽ hai loại, một loại hình tròn và một loại cổ cao dài thon. Màu sắc của thuốc độc thì mọi người chọn màu xanh lá và màu tím nha. Rồi, qua hình số 4 sẽ là một con dơi. Nhưng mà ở đây thì con dơi sẽ là mắt hơi lệch chút xíu để dễ thương hơn. Mọi người có thể tìm thêm trên mạng với những từ khóa là Halloween Doodle ha. Sẽ có rất là nhiều cái hình vẽ đơn giản và vui nhộn như vậy luôn. À, tới đây thì mình đang vẽ một cái chum để pha chế thuốc độc. Giờ thì chỉ còn thiếu phù thủy nữa thôi. Tiếp theo mình sẽ qua một cái hình vô cùng đơn giản luôn. Đó là hình một cái mạng nhện. Mọi người chỉ cần vẽ những cái đường thẳng thẳng và cong cong như vậy là được. Vẽ mạng nhện xong thì phải có nhện chứ ha. Vẽ một dây tơ trên nó treo mình vào, rồi vẽ cái thân và cái đầu. Sau đó vẽ 8 đường gấp khúc để tạo thành chân. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đến cái hình cuối cùng nha. Đây là một cái lâu đài ma quái quỷ dị. Và đặc điểm của cái lâu đài này là nó không có đứng thẳng nha mọi người. Nó sẽ hơi nghiêng về hai bên một chút xíu. Sau khi vẽ thêm cửa sổ thì tụi mình sẽ tô màu cho em nó ha. Tụi mình sẽ tô toàn bộ màu đen luôn. Cửa sổ thì là màu vàng. Bởi vì tụi mình tô toàn bộ màu đen nên là sẽ có một số chỗ nó bị chìm vào nhau. Thì ở đây cách xử lý vô cùng đơn giản thôi. Mọi người lấy một cái bút chì trắng ra, đồ lại xung quanh viền một chút xíu. Sẵn tiện vẽ thêm một vài đường để đổ bóng cho lâu đài ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong một số cách vẽ đồ Halloween đơn giản rồi. Sau đây là một ý tưởng trang trí tiêu đề bài theo chủ đề Halloween. Kiểu đầu tiên là kiểu đơn giản nhất nha. Mọi người chia cho mình hai phần. Phần đầu là Happy, phần 2 là chữ Halloween. Sau khi ghi tiêu đề một brush màu đen thì tụi mình sẽ vẽ hai cánh dơi hai bên cho nó cân bằng. Ở giữa còn hơi trống trống nên mình sẽ vẽ thêm một cái con nhện vào ha. Con nhện này thì vẽ dễ ợt à, mọi người cứ nhìn theo video và vẽ theo là ok. Cái cách chia chữ Happy và Halloween thì cũng y như kiểu một thôi. Và mình cũng viết toàn bộ bằng bút brush màu đen y như kiểu một luôn. Vẽ thêm một số ngôi sao màu đen xung quanh nữa. Sau đó thì mình sẽ lôi một cái bút màu cam ra ha, viền lại cách một khoảng như vậy nè. Sau khi viền thì tụi mình sẽ tô màu, chuẩn bị hô biến nha. 1, 2, 3. Rồi qua sang kiểu số 3. Đối với kiểu này thì mình sẽ viết in hoa. Nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu mà mình thích nhất luôn đó mọi người. Bởi vì mình sử dụng một cái bút brush màu khá là xinh. Ở phía trên thì mình sẽ dùng màu nâu, sau đó dùng lại cái bút màu cam để blend màu ra. Để mượt mà hơn một chút nữa thì mình sẽ dùng thêm cây blender. Ở trên và dưới thì mình sẽ vẽ hai cái đường cong cong săn ốc như vậy. Nhìn đi nhìn lại thấy chỗ nào mà trống trống á thì tụi mình sẽ vẽ thêm một cái mạng nhện nho nhỏ vào. Cách vẽ thì mình đã chia sẻ rồi ha. Rồi đến kiểu cuối cùng rồi đây. Ở đây thì mình sẽ không có viết thẳng hàng nữa mà sẽ cong cong xéo xéo một chút xíu. Đối với chủ đề Halloween thì mọi người cứ sử dụng màu cam, màu vàng, màu đen là ok hết nha. Những cái chỗ trống trống này á thì mình sẽ cho một vài con ma vào. Vẽ mấy con ma này cái Halloween không còn đáng sợ nữa mọi người, trở nên dễ thương ơi là dễ thương luôn. Cuối cùng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi hết video của mình. Bye bye.